Hey, yo, xin chào tất cả các bạn nha. Là mình Benny nha các bạn ơi. Thì video này hơi đặc biệt nha các bạn ơi. Ok, thì kênh của mình đã đạt được 30k sub rồi các bạn nha. Trời ơi, ăn mừng đi. Ủa, mày quên chưa bật tiếng game bà. Bắn quá, chưa bắn không nghe gì. Ăn mừng đi, trời ơi các bạn ơi. Kênh mình đã đạt được 30k sub rồi. Thì đâu đó sau một khoảng thời gian rất là dài các bạn. Từ đâu đó hình như là ngày mình nhớ không nhầm nha. Ngày 13 tháng 8 năm 2021 cho tới bây giờ là ngày 4 tháng 6 năm 2023. Đâu đó là gần 2 năm trời thì mới đạt được cột mốc này đấy mà. Trời, hy vọng là trong gọi là cho quá trình sắp tới mình sẽ đạt được mốc 50k sub nhanh và sớm nhất nha các bạn ơi. Các bạn có thể gửi lời chúc cho mình bằng cách là các bạn chỉ cần like thôi và subscribe thôi. Ông nào mà chưa bật chuông cái chuông này. Ông nào chưa comment nó chỉ cần comment thôi. Đó là một trong những món quà quý giá nhất cho mình ở thời điểm hiện tại rồi các bạn nha. Còn mấy bạn nào mà muốn gọi là chung vui của mình á thì các bạn có thể 19 giờ tối nay các bạn hãy vào livestream của mình có đặt lịch đấy, hãy vào gọi là cùng ăn mừng 30k sub với mình nha các bạn. Ok nha các bạn. Trời ơi các bạn ơi, mình đạt được hạng 2 của cuộc thi tàu ngầm nha các bạn. Thì với số lượng tàu ngầm mà mình câu được chỉ có một cái thôi các bạn ạ. À. Đây top 1 của tôi chỉ có 3 cái thôi nha mọi người. Đây 7 làm kim cương. Ô trời ơi, cái gì đây? Một cái giải bạc cùng thi câu tuần nhằm. Ui trời, đẹp thế nha. Ui, 7 vé carbon đi nha các bạn ơi. Thế là lần quay mở hòm tiếp theo là tôi có vé carbon để tôi mở rồi. Ây cha, đây. Tôi cho các bạn xem là các bạn của tôi nha. Các bạn của tôi nó đơn giản lắm mọi người à. Đây, có ông này. Thật chất á, các bạn tôi có thể đồng top 1 hết luôn anh em. Tại do cái ông này, ông tự nhiên ông đẩy lên 3 cái chi nè. Ông đã hậu giam minh nè, quả ông thật chứ. Còn lại tụi tôi là toàn một cái nè, đồng hạng 2 nè. Còn lại mấy người còn lại không cái luôn các bạn nha. Tại vì các bạn của tôi với mọi người là bắt đầu gọi là câu á là từ sáng hôm qua thôi, trong vòng 24 tiếng thôi các bạn à. Đấy, cho nên các bạn tôi nó hơi nhẹ. Rồi, bây giờ mấy ông chơi với tôi một thử thách không? Đố anh em, bây giờ tôi đi hết một vòng ở cái khu nghỉ dưỡng này, tôi gặp cua dừa không? Ông nào mà tin tôi gặp cua dừa nha thì cho tôi phím gọi là đâu đó làm phím mới like. Hả? Ông nào mà không tin tôi ra cua dừa, ông cho tôi là phím subscribe để xem thử gọi là sau khi đi hết một vòng ra không nha. Rồi bây giờ tôi cho các bạn 5 giây để các bạn bấm nha. 5 4 3 2 1. Ok, bấm rồi đúng không? Bây giờ chúng ta đi nha. Rồi, giờ tôi đi nè. Rồi nha, rồi. Chuẩn bị có người. Anh em đầu like là có biết là chiến thắng rồi đó nha. Ai mà subscribe cũng như là đợi đi. Rồi, chơi nè. Đâu thôi, vẫn chưa thấy gì nha, Ôi, cua dừa kìa, phải không? Ủa không phải, con này con cua tầm 7 không rồi. Con này con cua tầm 7 nha anh em. Rồi, đi xem ông like hay ông subscribe thắng đây. Tôi là tôi nghi có mùi là mấy ông rồi, là mấy ông like thắng rồi đó nha. Đâu rồi, có không ta? Có không vậy ta? Vẫn chưa thấy gì nha anh em ơi, vẫn chưa thấy gì nha, một vòng nha. Trời ơi, đừng nói trong mũi nha, tôi đi qua cái chấm than nha, tôi chết luôn á. Đâu rồi? Vẫn chưa thấy nha anh em ơi. Vẫn chưa thấy. Rồi. Trời ơi, chưa thấy luôn rồi, mấy ông like đi rồi. Mấy ông subscribe thắng rồi. Thấy không, có không? Trời ơi, vẫn chưa thấy nha anh em ơi. Đừng hết rồi mà vẫn chưa thấy gì nè. Có thấy gì không ta? Trời ơi, con chiến. Rồi, có vẻ như là ở trong cuộc sắp đấu lần này team chiến thắng là team Subscribe rồi, xin chúc mừng team Subscribe nha anh em ơi. Trời ơi, team Like thua rồi, gì không có các bạn à. Trời ơi, tôi team Like đó. Cho tôi hỏi mấy anh em cái nha, trong 6 cái loại trứng này anh em thích loại trứng nào nhất? Loại trứng thứ nhất là trứng thỏ nè, anh em là chuyên thỏ nè, mấy loại thỏ nè, đấy không? Đấy. Thứ hai là loại trứng chó anh em à, loại trứng chó là chuyên chó thôi, con chó là cà hơi bị xịn anh em à. Đấy, đây. Trứng thứ ba đó chính là trứng meo meo. Đấy, meo, chào là lâm chí tôi đây. Đó, trong đây meo có mèo hai mắt này xịn nè anh em. Rồi trứng này, trứng nói chung là trứng là trứng tổng hợp nhưng mà nó sẽ có những con thêm mà con đặc biệt. Đó chính là con cừu. À, con cừu nè. Ờ, con heo. Đặc biệt là con heo. Đó, tôi nghĩ trứng này gọi là nó là trứng heo luôn đấy mà, hợp lý rồi đó. Rồi cái trứng thứ tư là cái trứng cao cấp, cái trứng này thì đặc biệt hơn một tí là nó có cũng con thật sự là rất là hiếm các bạn à. Như là con gà tôi đang có nè, cái máy quét nè, máy lọc chứ rồi. Ôi trời, ai mà có lợn rừng này thật sự con mình phía dưới tôi nha. Thật sự lợn rừng này đẹp quá trời đẹp các bạn à. Tôi ước luôn á, tôi ước tôi có một con luôn các bạn à. Rồi, trứng này chỉ có nhiêu đây. À, trứng này mới nhấn đây. Còn trứng ba bóng, tôi thấy trứng bóng này xấu nhất các bạn à.
Rồi các bạn nghĩ sao? Bây giờ nha, ông nào mà thích trứng mèo á thì comment đó, trứng chó comment luôn đó, thỏ comment, anh em cứ comment phía dưới nha để tôi biết được anh em thích trứng nào hơn nha anh em. Ê, từ khi mà ra mắt không khí dữ thế anh em quên một điều rồi nha. Là gọi là chỉ có một nhiệm vụ duy nhất ở trong thành phố Plaza này mà chúng ta nhận được kim cương là cho ông ở chỗ tưới cây này nha. Có vẻ như anh em quên ông này rồi đúng không? Tự hết sự kiện là không nhận được đúng không? Rồi nhớ quay lại gặp ông Roro nha anh em. Bây giờ nói chung là chúng ta có một nhiệm vụ nhận kim cương duy nhất luôn đấy. Ngày nào cũng nhận được một kim cương nha mọi người, nhớ tưới cây nha. Tôi nghĩ là chắc chắn đâu đó là 10 ông hết 5 ông đều quên rồi đấy nha. Ồ, quá ngon. Có ông nào còn quan tâm đến anh em sinh đôi nữa, hồi xưa anh em sinh đôi thì hơi bị nổi tiếng đó. Hôm nay tôi sẽ cho anh em hồi ức cái nha. Đây, nhiệm vụ của anh em là tìm một gọi là một người em của ông Buda này. Ủa? Ủa tìm giày à? Ủa? Á cha, vậy là nhiệm vụ này thay đổi rồi anh em ơi. Nhiệm vụ này bây giờ đâu phải là tìm anh em sinh đôi nữa đâu, mà bây giờ tìm một món nào khác anh em à. Ồ, mấy anh em coi đi nha. Mấy anh em coi gọi là chất lại những cái nhiệm vụ mà của anh NPC trong khu trung tâm nha anh em, thì bây giờ thay đổi hơi bị nhiều rồi đấy. Bây giờ tôi chuyển tôi vô tôi mới nhớ này mà, đâu để xem tìm mẹ đâu nha. Ủa chà chà chà, ở đâu đó? Ủa, đôi giày đâu nhỉ? À đây 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 mà. Ui, ở đó có một đôi giày nè. Ồ, rồi chứ nó quay trở lại trả đây mà. Chà chà. Vậy là chúng ta không cần là tìm anh em xin đôi người ta di chuyển rồi là linh động lắm đây mà. Còn đôi giày này người ta hướng dẫn, người ta có chỉ chỗ rõ ràng luôn. Ôi, vậy có vẻ nhiệm vụ này ăn tiền dễ nha. Nhưng mà nhiệm vụ này ăn bao nhiêu tiền nha? Để tôi xem cho anh em. Ủa trời, nhận được 150, 150 tiền, trời ơi, cho mấy anh em gọi là mấy anh em mới chơi á. Ờ dễ mà anh em, đâu đó 30 giây là xong rồi. Đâu đứa tôi tìm nữa xem ra cái gì. À bây giờ mới tìm em trai. Vậy là bây giờ chỗ này nhiệm vụ nó có 2 nhiệm vụ nha anh em ơi. Hồi bây giờ chúng ta đi tìm em trai nha. Tôi là tôi thích đi tìm em trai với cái chữ ra. A few moments later. Ơ à, nhảy luôn nè. Ơ à. Ủa là em trai này bây giờ không chạy nữa mà em trai này đứng im luôn. Có vẻ như nhà phát hành gọi là bây giờ là lắng nghe đây mà. Lắng nghe tâm tư của anh em á, bây giờ cho nhiệm vụ dễ rồi anh em ơi. Vậy tôi nghĩ là anh em nào mà mới chơi á, anh em nên gọi là làm mấy cái nhiệm vụ nha anh em ơi. Tại vì không tốn quá nhiều thời gian đâu nhá. U là trời anh em ơi. Tôi không ngờ khu vực này vẫn đông anh em mà, tôi không hiểu tại sao chỗ này đông dữ vậy anh em ơi. Có vẻ như là cái gọi là các phân khúc mà những người mà người ta thích chơi game anh em, là như người ta vẫn muốn chơi anh em mà. Ơ là full máy luôn nha. Tôi tưởng là khi có cuộc thi thì mới full thôi, bình thường là không full. Nhưng mà anh em nhìn nè, bây giờ đâu đó là cỡ 5 rưỡi chiều nha mọi người. Đây rất là nhiều người, người ta ngồi rất là đầy máy luôn nè. Bên trong lẫn bên ngoài, ở trừ cái máy này nè, à, máy này như chưa ra mắt. Ồ nhắc mới nhớ sao trò này vẫn chưa ra mắt anh em mà. Tới giờ lâu lắm rồi đó, cỡ tầm 1 tháng hơn rồi đó mà vẫn chưa thấy anh em mà. Ồ nói chung là những nhiều người, rất là nhiều người quan tâm về cái khu vực này nha anh em ơi. Trừ tôi. Không biết mỗi lần mà anh em đi xem phim á là anh em sẽ uống nước gì. Thường thường nếu mà tôi đi xem phim đúng không, tôi sẽ mua à anh ơi cho em một vé xem phim, bộ phim là Người Nhện nè anh ơi. Rồi sau khi lấy vé xong mà tôi sẽ qua đây, tôi sẽ anh ơi cho em một ly coca gọi là trung bình nha. Đấy tầm đó rồi đó, cỡ 12,000 anh em à. Đấy chứ tôi không bao giờ bắp nha anh em ơi, tại vì bắp tốn tiền lắm anh em à. Rồi còn mình nói về gọi là mình cái gọi là cái vị trí đặt phòng mà tôi sẽ ngồi ở cái hàng ghế thứ mấy. Ờ bây giờ chúng ta vô trong chúng ta xem nha. Rồi từ từ anh em ngồi ở hàng ghế thứ mấy. Tôi đảm bảo thường thường mấy ông ngồi với đâu mấy cái ghế tuốt trên đây, thường thường mấy ghế trên đây mọi người nó cao, mọi người có nhìn bao quát á, thường thường giá nó sẽ đắt hơn mọi người à, đắt hơn 10-20 ngàn. Còn tôi theo kiểu là mắc cận anh em à, mắc cận nhưng mà không đeo kính, cho nên tôi sẽ ngồi hàng ghế gọi là hàng ghế C hoặc là ghế thứ ba trở lên anh em à. Đây tôi cứ ngồi gọi là auto là ngồi hàng này anh em à. Mà chỗ tôi là tôi thường thường tôi ngồi ở giữa để mình ngồi không bị méo cổ nữa mà, tôi ngồi hàng ghế thứ ba nha. Tại vì từ hàng ghế 1, 2, 3, 4 á ít ai ngồi đó em, tại vì người ta đa số người ta ngồi phía trên thôi mà, đúng không anh em nào bị cận thì thường ngồi giúp tôi đúng không? Mấy anh em nào không đeo kính á chuẩn vãi cái chữ ra. Trời ơi có vẻ nhiều anh em lãng quên khu vực này nha. Nhớ cái đợt mà ơi đâu có đâu đâu ai lãng quên anh em. Ơi tại sao mà khu vực này vẫn đông nhờ, mà tôi thông báo nha anh em ơi, cái khu vực này câu cá rất là giỏm nha anh em ơi. Chỗ này thực chất là không có bóng 4 bóng 5 luôn anh em, hình như có mỗi cá hổ thôi. Rồi bóng 5 là không có đâu, toàn cá giỏm không mà tại sao anh em vẫn thích câu ở đây nhờ. Mà đặc biệt ở đây nha anh em ơi, ở đây tôi không hiểu đây là một cái hệ sinh thái gì mà ếch đó em. Nó có tất cả các loại ếch đây luôn nha anh em. Tôi thông báo là có tất cả 9 loại ếch là có mặt ở đây hết luôn. Nhưng mà tỷ lệ nó lên gọi là những cái con ếch mà VIP mọi người, như là ếch ếch Panama nè, ếch mập địch nè, ếch vịt tôi đọc á, thì nó sẽ hiếm nha mọi người, rất là hiếm luôn. Nhưng mà nó có tất cả loại ếch nha mọi người, còn bướm thì chưa có nha. Cá thì nói chung là không có bóng năm nha mọi người. Ở nó khu vực này nó có một hệ sinh thái riêng mà giống như là khu nghỉ dưỡng đấy. Nhưng mà có vẻ như chưa được khai thác nhiều. Hy vọng sắp tới là gọi là nhà phát hành sẽ gọi là làm mấy cái mini game ở trong mấy cái gọi là mấy cái tòa thành này nè thì nó sẽ vui hơn. Đúng không các bạn, như cái trò sửa game ở chỗ đây nè.
Bây giờ tới event đoán săn thi nè. Trời, đố anh em con mật này là mật khổng lồ nè, bao nhiêu săn thi? À, đâu đó là số săn thi quỷ chưa các bạn, đâu đó là 200 cho tới 220. Rồi bước 1 các bạn hãy like và đăng ký. Bước 2 các bạn comment cho tôi trên game, tên in game á. Bước 3 các bạn hãy comment số săn thi mà các bạn nghi là nó sẽ đúng nha các bạn. Đấy, còn bây giờ thì tập thể gọi là báo đời báo đốm tôi nay hơi ít mà có vẻ như là anh em đang ngủ. Cho nên là thay mặt tập thể anh em báo đời báo đốm là xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày gọi là thật là vui vẻ bên gia đình, cũng như là một buổi xem video thật là phê nha. À nhon.